sao ba cũng giải gì đâu vô túi chứ. Nó chữ ta viết rồi thôi, muốn ăn như ăn, làm gì làm. Đường cho mày không uống, pha mày uống không có nổi đâu, nó ngọt. Rồi ơi, tiểu đường người ta cử ăn đường mà, uống đường mà. Ở cái vùng nào, chỗ nào dính nhiều đấy. Nó cứng nhiều chai vậy chứ. Trời ơi. Đường đường nói gì, bây giờ điều trị nào nói đó điều. Dạ. Thì để tới đâu hay tới đó chứ. Mà hỏi mẹ mày điều trị làm sao nữa điều. Đúng rồi. Đó gì à, nói không chịu nghe. Tao hết đường rồi. Tôi hết tao mà hết, tao ăn tới chết, chán cử dựng đi. Không cử hồi đó giờ uống đường dữ thần lắm mày ơi. Mà chú trời ơi, thấy thím cũng cực quá trời mà không có đứa nào tiếp ha. Không có đứa nào, công an chuyện mừng đó. Đứa thì chồng con Tú Anh á, không đi cái máy là nó đi chả nhắc tình, nó đi cong lưng hết trơn vậy nè. Nó đi Cần Thơ chứ ông bác sĩ đó ở bên Mỹ thì hưu ông gì chứ Cần Thơ ông có nhà ông điều trị dưới đó. Ở dưới bên Kiều đâu dưới đó. Nó trị vậy à, tốn tiền nhiều không thím? Triệu mấy vậy đó. Điên lần triệu mấy gì ha? Dạ. Người ta có đất đai không, người ta bán đại công hay gì, người ta lo trị bệnh đi chứ còn không có tiền rồi làm sao? Dạ, đến đổi để anh chồng nó lo chứ mình không nhờ, mình không dám xía vô. Dạ. Xía vô rồi chồng nó nói này nó kia mất công á. Dạ, thì dạ. Dặn con mình nữa thôi, kệ nó. Rồi con có nghe nói là thằng Kỳ bây giờ là nó thiếu nợ rồi nó bỏ đi mấy năm rồi có không thím? Nó bỏ đi gần cái năm nay rồi. Rồi nó nghe nói nó thiếu nợ xã hội đen hay gì lum chân phải không? Nó hỏi dài ai tôi không biết đồng nói người nào. Không biết chết đâu chết, cỡ này ốm mà đầu bật trắng hết trơn rồi. Vì sao nó có điện về không? Nó không bao giờ nó điện hết trơn. Tư ơi, vợ nó còn điện cho nó. Thôi thằng bây giờ nó ở đâu? Ở bệnh viện. Tôi qua bển nó làm gì cũng thơ sửa xe hay gì? Đi sửa xe cho người ta nó ở bên đây, người ta đi qua bển, ta cũng bể nợ, ta đi qua bển, ta sửa xe bển đó, rồi bạn đó, rồi nó là nó lợi rằng nó sửa xe nữa mới đầu qua bằng hồ, Ừ. Nước người ta bằng hồ.